Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học câu thơ tiếp theo. Cổ thơ số 34. Tuy có gấp, xếp ngay ngắn, có sai hư, liền tu bổ. Ở đây câu thơ này đang nói về cái việc chúng ta đọc sách, giữ gìn sách vở. Bởi vì con biết rằng sách vở rất là quý, đặc biệt là đối với sách thánh hiền. Không dễ gì chúng ta có được sách thánh hiền mà đọc. Ở thế gian thì rất nhiều các loại sách vở, nó không khó khăn như là ngày xưa chúng ta không có sách để đọc. Thầy nhớ ngày còn bé, những cái sách mà sách truyện có để mà đọc không dễ tí nào. Có một quyển sách thì đọc dè, sợ nó hơi nhanh hết. Nhưng mà bây giờ các con nhìn thấy đấy, sách rất nhiều. Nhưng mà sách thánh hiền thì không phải là ai cũng có. Ở trong lớp chúng ta cũng có người trong nhà chỉ có một quyển sách Phép Tắc Người Con này thôi chứ. Làm gì còn sách khuyến thiện, làm gì có những cái kinh điển của thánh hiền dạy. Nên các con mới thấy là có được cuốn sách thánh hiền không phải là dễ mà chúng ta có được. Chúng ta có được ngày hôm nay là do rất nhiều người đã dụng tâm, đã lưu giữ, lưu truyền lại, ghi chép lại, truyền bá lại thì chúng ta mới có. Có người lưu truyền lại nhưng mà chúng ta không có duyên, chúng ta không gặp được. Không dễ dàng gì mà gặp được. Cho nên khi mà đã có sách trong tay rồi thì chúng ta phải biết giữ gì, phải biết giữ gì nó. Thì đây là cái điều đầu tiên mà thầy muốn nhắc các con. Cho dù là sách thánh hiền hay là sách gì, chúng ta cũng phải hình thành cái thói quen là phải biết giữ gìn, cẩn thận đối với sách vở. Ta không có cái tính cẩn thận, sách mới vừa mới mang về mấy ngày là nó đã nhầu nhĩ rồi, nó đã quằn mép rồi. Thì đây là chúng ta chưa có cái tính cẩn thận, ta phải điều chỉnh lại cái chỗ này. Đặc biệt là với sách thánh hiền, các con phải để nơi trang trọng, phải nơi trang nghiêm, cất giữ nơi trang nghiêm. Không có tùy tiện để xuống đất này, để xuống bàn này, để xuống giường này, để xuống ghế ngồi, để xuống chiếu ngồi. Thậm chí là chúng ta cầm sách phải cầm bằng hai tay, trước khi đọc còn phải súc miệng, đánh răng. Vừa ăn cơm xong mà cái mồm miệng chúng ta nó còn chưa sạch mà chúng ta đọc sách thì cũng không nên. Rồi khi dở sách ra, chúng ta cũng không được dùng cái nước miếng của mình để mà lật trang sách. Người xưa cẩn thận như thế đấy các con, giữ gìn sách. Ở đây nhắc chúng ta cái tính cẩn thận. Sở dĩ chúng ta lôi thôi lộn thuộc mà khi người ta nhắc đấy, chúng ta đều tìm một cái lý do là do em vội quá, do tôi vội quá, do thế này do thế kia, là nhiều lý do lắm. Nhưng mà nay chúng ta học rồi không có lý do nào hết, đúng không nào? Tuy có gấp, xếp ngay ngắn, tuy có vội có gấp, nhưng chúng ta vẫn phải sắp xếp lại cho nó gọn gàng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta nếu không sắp xếp gọn gàng thì lâu một vài lần thôi là nó đã thành thói quen luộm thuộm rồi, nó đã thành thói quen không tốt rồi. Cho nên thầy nhắc các bạn, thầy ăn cơm xong là phải hình thành cái một cái thói quen là phải rửa bát ngay, dọn mâm ngay. Thì bây giờ các con ăn cơm xong rồi mà chúng ta cứ để ở đó, xong là bát thì đưa vào đó xong cũng không rửa, thì chúng ta cũng chưa làm được cái câu là tuy có gấp sẽ nghe ngắn rồi. Chứ đâu có phải là chỉ là sách vở, đâu có phải là chỉ là sách thánh hiền nữa. Quần áo, giày dép, mũ nón, sách bút, tất cả mọi thứ khi chúng ta làm xong chúng ta phải đúng nơi quy định, xếp ngay ngắn. Không có viện lý do để chúng ta không làm được việc.
không có lý do nào hết. Thật ra thầy thấy có những việc chỉ cần chúng ta làm trong 5 giây nhưng mà chúng ta vẫn viện lý do là do bận quá, do vội quá. 2 giây, 3 giây là đã làm xong rồi. Thế nó đi đôi dép vào trong nhà mà nó bị nghiêng lệch, chúng ta chỉ cần cúi xuống, chúng ta đặt lại, nó đứng lên thì nó chỉ 2-3 giây là xong. Nhưng mà chúng ta vẫn viện lý do là vội quá, do gấp quá. Vậy thì chỉ có 2 giây thôi là chúng ta cũng đã đánh mất đi cái nề nếp của mình rồi. Con có thấy không? Nó đánh mất đi cái quy tắc làm người của mình mất rồi. Cho nên chúng ta học được một thói quen tốt thì nó phải hết ngày này qua tháng khác. Nhưng chúng ta đánh mất quy tắc của mình thì trong vòng 1 giây, 2 giây là đánh mất quy tắc. Mà chỉ có một lần là sẽ có lần thứ hai. Nó tùy tiện, nó quen đi. Cho nên tất cả những cái gì mà nó trong cái tầm kiểm soát của chúng ta phải điều chỉnh lại. Không nên viện lý do để chúng ta tùy tiện. Tuy có gấp xếp ngay ngắn thì chính là cái ý nghĩa của nó là như thế. Đặc biệt là đối với sách Thánh Hiền thì chúng ta lại càng phải chân quý hơn. Bởi vì một phần chân quý, một phần cung kính thì chúng ta có một phần lợi ích. Một phần cẩn thận chúng ta được một phần lợi ích. 10 phần cung kính, 10 phần cẩn thận thì chúng ta được 10 phần lợi ích. Đây là người xưa dạy chúng ta này. Cho nên chúng ta phải cố gắng và thực hành. Còn nếu như chẳng may mà nó có sai hư thì chúng ta phải tu bổ, phải sửa sang lại. Bởi vì các con biết rồi, ngày nay người ta rất lãng phí. Người nói rất là lãng phí. Nếu như người ta thống kê các con, mỗi ngày chúng ta viết bao nhiêu trang sách, mỗi ngày chúng ta cầm bao nhiêu trang sách là bấy nhiêu cây rừng là bị chặt đốn ngã rồi. Có phải bỗng nhiên mà chúng ta có sách mà đọc đâu. Cái cây các con thấy trồng được một cái cây để mà nó thành gỗ để mà lấy làm giấy mất bao nhiêu thời gian nó sinh trưởng và chăm sóc. Mà hàng ngày thì các con thấy giấy vụn là vứt đi ra ngoài môi trường không biết bao nhiêu phần học. Hay là cái việc mà chúng ta làm, chúng ta in sai, viết sai thôi là cũng bao nhiêu. Cho nên là đối với sách Thánh Hiền thì chúng ta thấy là phải giữ gìn cho nó cẩn thận. Người ta nói là phòng hơn chữa, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đến khi nó hỏng rồi thì chúng ta phải đi sửa. Nhưng mà muốn nó không hỏng thì chúng ta phải giữ gìn được. Nhỡ may mà nó có dùng lâu rồi, nó có hư hỏng, nó có rách thì chúng ta phải sửa sang lại, để tu bổ lại để mà dùng. Mà các con biết không, sách mà càng cũ càng quý, sách càng cũ càng quý, không khéo nó lại thành đồ cổ. Có cần gì nhiều sách đâu. Một cuốn Phép Tắc Người Con này, thầy có nhiều nhưng mà thầy có một cuốn này thôi, phải dán vào đây đánh dấu, mà chúng ta dùng mấy năm rồi mà vẫn chỉ dùng có một quyển thôi, mà vẫn còn như mới đấy, các con thấy không? Mà ngày nào cũng học, ngày nào chúng ta cũng học đấy. Rất may là do mình dùng cẩn thận cho nên mép cũng chưa quăn tí nào, chưa bị hư hỏng một chút nào hết. Vậy thì nếu như cứ dùng như thế này thì 10 năm, 20 năm nó cũng vẫn dùng được, còn sao đâu. Cho nên sách vở chúng ta phải giữ gìn. Có nhiều bạn thầy thấy đưa một thời gian là sách quăn, gấp hết cái này gấp cái khác là nó quăn nó bẩn. Có khi vừa đang ăn nhai nhóp nhép lại cũng dở sách ra để học. Cái này là tội đấy các con nhé. Không phải lỗi nữa, bởi vì chúng ta được học rồi. Lỗi vô ý gọi là sai, mà lỗi cố ý gọi là tội. Đây là chúng ta chưa nói đến câu chuyện nhân quả. Nhân quả của việc không kính sách Thánh Hiền nó còn rất nặng nề. Đây chúng ta không bàn tới. Sau này các con có cơ hội học tập, chúng ta sẽ học tập thêm, chúng ta sẽ biết. Thầy nói về sách thì như vậy. Nói về những cái thứ khác như quần áo, giày dép, chúng ta cũng không nên lãng phí. Phải dùng tiết kiệm. Nếu có sai hư thì chúng ta tu bổ lại, chúng ta sửa sang lại, để chúng ta có thể dùng nó được lâu dài. Và trường hợp mà chúng ta
giữ gìn cẩn thận mà chúng ta có dư ra, ví dụ như là bây giờ các con đang tuổi lớn, quần áo giày dép của năm lớp 3 thì đến năm lớp 4 không dùng được nữa, mặc dù nó vẫn còn mới, thì chúng ta phải nghĩ đến việc là có thể cho đi, giặt cho nó sạch sẽ, giữ gìn cho cẩn thận để khi mình không dùng được nữa thì mình cho người ta. Ngày trước ấy là không phải là sách như bây giờ, sách của năm học này là truyền sang năm học khác. Nhà có mấy anh em ấy, là cái người anh là được học sách mới, thậm chí là mượn sách của người ta cho sách, là anh phải giữ cho cẩn thận để sao em còn được học. Giữ như thế đấy, không phải viết bậy lên sách đâu. Quần áo là anh mặc chật rồi là truyền cho em mặc chật phải truyền cho em út. Đấy, giữ gìn cẩn thận để lại cho người khác. Các con thấy người xưa là tiết kiệm như thế, chứ không lãng phí như chúng ta bây giờ. Quá nhiều cho nên chúng ta xem thường. Chứ như thầy nhớ ngày xưa thầy phải đi xin sách để học đúng không? Làm gì mà được mua sách mới. Nhớ có một lần là cũng được mua sách mới mà thích lắm các con. Cái mùi sách còn ấn tượng như bây giờ. Nhưng mà ít lắm, không có điều kiện mà dùng sách mới đâu, toàn phải đi xin lại sách của người học trước. Mà nếu như chúng ta là người học trước mà chúng ta không giữ gìn sách thì làm gì người sau còn có cơ hội mà được. Cho nên ví dụ như cái quần áo của các con ăn mặc là phải hết sức cẩn thận, giữ gìn cho nó sạch sẽ. Khi chúng ta mặc không vừa nữa thì nó vẫn còn mới. Thầy quan sát thấy ở trường có nhiều bạn gần như các bạn chẳng biết là áo quần từ đâu mà tới. Mang đi lúc đầu thì mặc ấm, sau rồi chơi chạy nhảy một lúc là nó nóng, nên là các bạn vứt quăng quật hết ghế đá rồi đến gốc cây. Đến lúc mà chống vào lớp rồi là cũng không mang áo vào. Thầy cô nhìn thấy quần áo như thế hỏi của ai, nó cũng không nhận luôn. Nó không biết là của nó. Các con thấy quần áo nó có phải là nó từ trên trời rơi xuống, đều là tiền của công sức của bố mẹ chúng ta lao động vất vả làm ra mới có. Gì mà sẵn có quần áo đấy mà mặc. Thế mà cũng không biết giữ gìn, không biết quý trọng sức lao động của bố mẹ. Đây là không biết thương cha mẹ. Thế thì làm sao mà chúng ta nói đến cái câu chuyện là giữ gìn cho sạch sẽ rồi đến mình mặc chật rồi có thể cho được người khác. Không biết giữ gìn như thế thì chỉ mặc một thời gian thật ngắn thôi, mới nó đã hỏng rồi. Cho nên cái câu thơ hôm nay là nhắc chúng ta về cái việc giữ gìn sách vở. Nhưng các con phải biết là tất cả những đồ dùng của chúng ta phải biết giữ gìn cho cẩn thận. Chẳng may nó có sai hỏng, hư hỏng thì chúng ta cũng khéo mà sửa lại, để chúng ta còn dùng được lâu, dùng tiết kiệm. Rồi hôm nay chúng ta dừng ở đây. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.